Chào các bác nhé, hiện tại thì mình đang dư một chiếc lồng trào màu cũ rất là đẹp, có cả đầy đủ phụ kiện như áo lồng đây. Đấy. Nốt đang nuôi trào màu này. Đấy. Này dư dùng không dùng tới, chia lại cho anh em. Đấy, dùng một thời gian rồi để nguyên mộc luôn, bạn rất là đẹp đấy các bác. Đây là cái chất tre này nguyên mộc luôn. Mập luôn nhé các bác, đồng cũ dùng một thời gian rồi, vậy là ok đấy, đồng vẫn như thế này rất là ok. Móc đồng này, cống này, cầu này, đây là hai cầu mây này, sau là cầu tre này, rọ dế xiên chuối đầy đủ cả để nguyên bộ mập luôn nhé. Đấy, đồng tre này rất là đẹp, quay kỹ cho các bạn. Nó khô kiệt rồi. Lồng cũ nha các bác. Đấy, đây là để nguyên mộc chưa rửa gì cả nhá. Đấy, để nguyên mộc luôn. Các bạn về mà muốn làm màu thì rửa sạch tinh cái là sẽ đẹp. Lòng phải dùng một thời gian rồi nó khô kiệt rồi. Để quay 4 chiều rồi các bạn luôn. Yeah.